Wow, cả nhà thấy không, quá nhiều luôn cả nhà ơi. Ui, quá cua này nè, ý giống như cái móng tay tay sơn vậy đó, nó màu hồng, cả nhà thấy không. Cua cái càng cua này nó long long nhiều. Ôi nhiều dữ ta, quá trời luôn. Để mình xem thử coi là mình luộc lên coi nó có ngon hay không cả nhà ha. Bây giờ để mình luộc lên cho cả nhà xem nha, để ăn được không. Hi, hello, xin chào cả nhà nha. Chào mừng cả nhà đã đến với kênh ẩm thực và du lịch Sinh Vi. Hôm nay thì xin muốn dành tặng cho cả nhà thêm một cái món ăn rất là hấp dẫn nha. Với lại đây là một cái càng con cúng nó màu hồng, rất là dễ thương đó. Thì lần đầu tiên thì mình mới ăn cái loại này. Thật sự ra ở đảo giờ mình không có ăn nó nhiều, ít ăn lắm. Chỉ có mấy ông anh ở đây thôi, chỉ có mấy ông anh ở gần đây thì mấy ổng ăn thôi. Mấy ổng ăn là ăn càng bự hơn, chứ không càng nhỏ gì đâu. Còn đây hôm nay là số lượng hơi nhiều nên mình sẽ mời cả nhà thưởng thức và xem cái món này coi cả nhà đã có ai đã ăn chưa. Chứ thật sự rất là ngon nha. Mình không biết nó ngon hay không nhưng mình cảm nhận là cái thịt của nó rất là dai và ngon luôn á. Thì mình chưa ăn thiệt, mình chưa ăn nhưng mà mình tại vì mình cảm nhận là nó giống như mấy loại cua khác vậy đó. Bây giờ không để cả nhà chờ lâu nữa, chúng ta bắt đầu vô thưởng thức nha cả nhà. Rất là ngon, mời cả nhà nha. Cả nhà bây giờ là mình sẽ lấy cái càng con cúm này ra nha. Mấy lần trước mình ăn rất là nhiều càng cúm không có lông, nhưng đây là cái loại mà có thể nói là rất là lạ đối với mình luôn á. Tại vì lúc giờ mình thấy nó thôi nhưng mà chưa có thấy nó nhiều như vậy, chỉ thấy nó một ít như vậy thôi nè. Thì hôm nay bà chị ở gần đây bà đi bán á, bà có đi lú cho cả nhà. Nếu ai biết bắt hải sản bằng lú á thì sẽ hiểu được là nó rất là nhiều, tại vì lú á bắt rất là nhiều hải sản. Mình có lấy thêm muối để mà mình rửa cho sạch sẽ ha cả nhà. Cái loại này mình nghĩ cả nhà không nên chà đâu, tại vì chà nó cũng vậy à. Thà cả nhà bỏ vô nước rồi mình rửa ra cho sạch sẽ, rửa nhiều nước vô nha, rửa thật nhiều nước sạch vô. Rồi sau đó cái nhà bỏ thêm một ít muối để mà cho nó sát ba cái khuẩn, ba cái con giun sán này kia. Nhiều khi nó cũng nằm trên lông rồi, cái nhà thấy không? Đó, nó nằm trên mấy cái lông này cũng ớn lắm chứ. Cái càng nhìn rất là, cái màu càng nhìn rất là đẹp ha. Màu hồng nhìn đẹp dễ thương. Nhưng mà mình thấy là bữa ông anh mình có cho mình thấy cái càng á, nó có một cái màu trắng luôn, màu xanh luôn. Đây là màu hồng. Mấy lần trước là mình thấy là màu trắng như cả nhà, cũng có lông vậy luôn. Cả nhà thấy không? Rất là nhiều, mình đang lấy ra từ từ cho cả nhà xem đó. Cho cái loại này nhiều ghê ha cả nhà. Rất là nhiều luôn. Mình không biết là đã từng mình không biết là cả nhà đã từng ăn cái loại này chưa. Chứ thật sự ra đối với mình đây là lần đầu tiên mà mình ăn thử cái loại này. Thật sự ra ở đảo thì mình thấy nó nhiều đó, nhưng mà mình chưa ăn nó. Tại hôm nay thì mình thấy bà chị bán rất là nhiều. Đây tầm cỡ 1,5 kg nha cả nhà. Nó tới 1,5 kg lận đó. Hôm nay thì mình luộc nó lên và thưởng thức cái món luộc này như thế nào, để coi thử coi nó có giống như là cái mấy cái loại ghẹ khác hay không nha, mấy cua khác hay không, để coi thịt có nó như nào đó. Mình đang chà rửa ra cả nhà không. Bây giờ cả nhà cứ lấy thì tùy theo mọi người thôi. Có anh chị nào thích sạch hơn thì dùng bằng chải mình chà ra cũng được. Còn đối với mình thì mình sẽ rửa cho nó sạch thật là nhiều nước nha. Mình rửa thật là nhiều nước rồi sau đó cái mình bỏ nó vào trong cái nồi nha, để mình luộc lên đó. Cái càng cỡ này bự này không, cỡ này là bự đó, mình nghĩ chắc sẽ bự hơn nữa, mình chưa gặp thôi. Đó, cái màu rất đẹp ở cái nhà ha, thấy cái màu đẹp không. Ôi nhìn nó lông không à, nhiều ha. Để coi thử coi mình luộc lên nó có thịt ngon như mấy cái loại cua khác hay không nha. Đó, thấy chưa, cả nhà thấy không? Quá nhiều.
cái loại cua này nè là mình có lên mạng mình xem á, là nó là cua 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 bọt biển á cả nhà. Mình bữa mình nhớ nhớ sơ sơ là nó vậy, cái kiểu như cái mu cua của nó, cái thân hình của nó giống như là một cái bọt biển vậy đó. Thì nó ăn rất là nhiều rong tảo này kia nha. Cả nhà nào mà muốn ăn ngon hơn á thì mình nghĩ là nên bỏ nó vào nước, như là mình rộng nó, mình nuôi nó một ngày để cho nó thải đi các chất độc của tảo á, để mình ăn không có bị say này kia đó. Tại vì bữa đó mình có nghe mấy ông anh nói là loại này ăn hơi bị say. Nếu mà nói về loại cúm á, càng cua cúm á thì nó sẽ say nha, ăn nhiều sẽ say. Còn đây là cá cái dìa với lại cá sơn đỏ. Nếu ai đã từng xem cái kênh ẩm thực du lịch Fashion TV của mình á thì sẽ biết được cái loại cá này nha. Cá đó là mình để mình nướng ăn cơm này kia đó cả nhà. Còn bây giờ bắt đầu mình sẽ luộc cái càng cúm màu hồng này nha. Đó, cả nhà nhìn thấy cái nồi đẹp không, những cái màu hồng đẹp đẹp ha. Giờ mình bắt cái này lên để mình sắp xếp lại cho nó gọn gàng, rồi để cho nó chín đều nha cả nhà. Bỏ bắt nè, mình đổ ít nước thôi, với lại mình cũng bỏ thêm một ít muối cho nó ngon cái càng cua này nha. Mình nghe mấy ông anh nói là ăn cái mình nó mau say lắm nha cả nhà. Cả nhà nếu có ăn cái loại này thì nên nhớ là ăn cái càng thôi. Còn bây giờ là mình sẽ đâm thêm một cái chén muối ớt thần thánh của mình nặn chanh vô nữa nha. Cả nhà muốn ăn muối ớt ngon thì nhớ đâm cho thật là lâu, kỹ một chút cho ớt nó ra đều là sẽ ngon cái chén thôi. Ok nha cả nhà, bây giờ là mình đã luộc chín rồi nè cả nhà, thấy không? Mọi thứ đã chín hết trơn rồi đó. Bây giờ cả nhà mà có chà cái càng nữa thì nó cũng vậy à, mình để vậy luôn rồi mình rửa qua nước muối cái mình em luộc giống như sinh vậy nè. Đó, cả nhà thấy không? Lông của nó bắt đầu héo đi hết trơn rồi nè. Càng này biết ăn có ngon giống như là mấy cái con cua khác hay không ha. Mà mình nhìn cái màu của nó giống cái mấy cái bóng tay sơn màu hồng, cả nhà thấy đẹp không? Đó này cả nhà thấy không? Cái càng bự bự nè. Đó, lông nhiều cả nhà thấy không? Đó. Mà cái mốc hình như càng luộc lên thì cái màu hồng của nó càng rực hơn hay sao á nha. Trời ơi, nhìn mắc cười tiếu ghê không? Đó, quá trời rồi. Nhiều lông ghê. Giờ để bắt đầu mình bắt nó ra, bắt nó đổ nước bớt đi, rồi mình đem ra mình thưởng thức với cái nước chấm mà hồi nãy mình nói đó, cái nước chấm huyền thoại của mình ha, nước chấm muối ớt chanh của mình. Đó, quá trời thơm ở nhà, ngon quá trời luôn. Đây là cái nước chấm huyền thoại của mình, cả nhà thấy không? Ôi, chịu nổi luôn. Đó, nặng chanh vô rồi đó. Mình giờ mình trộn cho nó đều lên rồi bắt đầu cái mình thưởng thức với cái càng cúm lạ ngày hôm nay nha. Nhưng mà nói ra thì đây là cái càng cúm rất là lạ luôn á. Đó, trộn đều đều lên đi rồi bắt đầu cái mình ăn nha cả nhà. Trời ơi, chịu gì nổi, quá trời ngon luôn nha. Chịu nổi cả nhà ơi, ngon quá. Đó cả nhà ơi, quá trời ngon luôn. Nhìn rực rực luôn cái màu hồng lên luôn cả nhà thấy không? Quá trời thơm luôn, ngon luôn cả nhà. Trời ơi. Đó, bỏ thêm cái nước chén cái chén nước chấm này lên đây cái nữa cho nó đẹp đẹp cho cả nhà thấy, ăn cho nó ngon ngon vô. Sợ không cả nhà? Quá trời im luôn. Trời ơi, chua chua. Thơm lắm mọi người ơi, cái khi mình luộc lên nó thơm lắm, nó không có hôi lông gì đâu nha. Mình sợ là nướng nó sẽ hôi thôi, chứ còn mà luộc lên nó thì nó không có hôi nha. Ngon, cái loại này ngon nè. Đó, cả nhà thấy không? Trời ơi. Giờ để mình đi lấy cái đồ đập á, cái cây mình đập. Để mình cái này càng nó chắc lắm, mình lấy cái cây đập ra mới được. Chứ còn mà ăn bằng răng không nổi đâu, răng ai cứng thì mới ăn được thôi. Để cho cả nhà xem cái càng bự đó nè. Đó, nhà thấy không? Càng quá trời bự luôn. Rồi, để được chén sang chén, để cái chén xuống đây đi, tại vì nó nhiều quá đó cả nhà.
Cả nhà thấy mình đập cái càn mà kêu cách cách không, bự bự không? Đó, nói chung là cái vàng càn rất là chắc nha, rất là chắc luôn á. Ừ, thịt của nó rất là thơm rồi cả nhà thấy không? Ồ, ngon lắm, ăn rất là ngon luôn mọi người. Thịt nó ngọt dai giống như là những cái con cua khác vậy đó. Thôi đã lắm cả nhà ơi. Thôi càn tại nhìn thấy nó ớn ớn như lông vậy thôi, thật sự ra cái loại cua này á mình ăn vô rất là ngon nha cả nhà, thịt nó rất là ngọt luôn á. Để mình đập ra, đập nước nhà xem nè, trời ơi. Đó, mình đập để qua bên nè. Đó, để mình ăn nhiều hơn. Lúc trước á là mình có ăn mấy cái con cua cúm khác á, là mình có không có lông, không có lông cái loại như này đâu mà ăn ngon lắm. Nếu có dịp lần sau mình sẽ quay cái loại đó cho cả nhà xem nha. Loại càng cúm á, bự lắm mà nó màu trắng. Còn đây là cái càng cúm mà mình lần đầu tiên mà mình ăn với số lượng nhiều á. Chứ lúc giờ mình không ăn, thật sự mình thấy nhưng mà mình chưa ăn, có thấy nhưng mà chưa ăn nó. Rất là ngon luôn cả nhà. Đó, cả nhà thấy không? Cái càng mà mình đập ra đó, đi nhìn thấy lông mình sợ sợ, thật sự ra khi mình đập ra thịt nó rất là ngon và săn chắc nha. Mình tính để buổi chiều mình ăn, nhưng mà mình sợ chiều nó ốp thịt nó lại nhạt nhạt rồi nhẽo nhẽo ăn dở lắm cả nhà. Bây giờ nè, sẽ có một số con nó sẽ không ngon nha. Nhưng mà có sao mà nó vậy. Thực sự ra thì cái càng này ăn rất là ngon luôn cả nhà. Ăn rất là ngon luôn, dai dai sực sực, ngọt nữa, thịt im lắm. Nó cả nhà nhìn kỹ ơi, mình ăn rất là ngon luôn nha. Đó, cái càng đó. Bề ngoài thì mình thấy long long lá lá, thực sự ra khi mình đập ra là cái thịt nằm trong cái vỏ nó rất là ngon luôn. Bởi vậy mình nói với cả nhà là đừng có nên chà chi cho nó kỹ. Thì ai muốn chà thì chà bình thường thôi à. Nhưng mà mình nghĩ là nên ngâm nó qua nước muối đi cho nó sạch sẽ, cho nó diệt vi khuẩn tốt hơn, rồi mình đem ra mình luộc như mà như xinh như này đầu cái mình đập ra mình ăn. Đó, cả nhà thấy không, ngon đó, nhìn ngon ha, cái càng màu hồng đẹp ha cả nhà. Đó, rất là ngon luôn á, thịt nó chắc chắc giống như mấy loại cua khác vậy đó, rất ngon. Cả nhà biết không, cái này ba mình nó gọi là con cua nhện á. Ba mình nó hay đi bắt mấy cái con này nè, hay bổ lưới với lại đi vượt bằng một cái thúng á, cái thúng tròn á. Rồi bổ lưới rất là nhiều loại này luôn, dục nhiều lắm, không ăn cái loại này. Mà nghe ba mình nói là ăn cái loại mà càng bự á, càng bự thật bự luôn. Bự bè 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 á, ăn rất là ngon, như ba mình nói vậy đó. Nhưng mà ba mình nói ăn nhiều quá hơi bị say nha. Cả nhà nên nhớ là đừng có bao giờ ăn nhiều cả nhà. Chúng ta ăn thì ăn cho vui miệng, ăn ngon thôi. Nếu mà đông người thì ăn càng tốt, chứ đừng có ăn một mình nhiều là sẽ say. Cái loại này nó kiểu như nó rất là, ăn vô nó sẽ làm cho mình ngà ngà người với lại say say luôn á. Đó, mình khuyến cáo các bạn là cả nhà là nên ăn ít thôi. Đó, nó rất là ngon thiệt. Đó. Thịt là ăn vô rất là sực sực và dai dai nữa nha. Thịt nó ngọt. Mình thật sự là lần đầu tiên mà mình ăn nó rất là ngon, đã thiệt chứ. Lần đầu mình thấy nó cũng ớn ớn, mình sợ lắm. Nhưng mà khi mà mình rửa sơ qua rồi bình thường này kia đó, rồi đầu cái mình luộc lên, rồi đầu cái mình đập nó ra thì mình biết là cái mùi thơm nó rất là ngon. Nó là giống cua mà đúng không, nhưng mà nó khác cái chỗ là nó có lông này kia thôi. Nó cái loại này nè, đó cả nhà thấy không, trời ơi thơm. Thôi đã ghê cả nhà, chấm cái nè, ăn cho chua chua, the the cho sướng. Mình bỏ rất là nhớt luôn, mình năm cỡ tới 4-5 trái luôn. Trời ơi đã ghê. Hồi này đã lắm cả nhà, đó, ngon lắm. Rất là ngon. Cả nhà nhớ ăn vui miệng với lại ăn cho ngon thôi nha, cho biết cái mùi vị của nó nha cả nhà. Rất là ngon. Thịt nó ngọt lắm. Trời ơi, mình ăn vô cái thịt của nó sực sực giống như là mình đang ăn từng hạt cơm đó. Thì tự tự đó, thì thịt của nó cũng sẽ xé ra nữa. Ngon lắm. Cả nhà nhớ đừng có ăn quá nhiều nha. Hôm nay thì mình ăn hơn cái rưỡi đó. Này là hai vợ chồng mình ăn lần, chứ phải một mình ăn quá nha. Rất là nhiều. Cả nhà nên nhớ là ăn vừa thôi, đừng có ăn nhiều quá nó sẽ hơi say say người. Còn ăn nhiều quá mình không biết như thế nào. Đó, mình khuyên cả nhà vậy thôi. Ăn vô miệng thôi nha.
cả nhà thấy không? Đó, cái miếng thịt của nó không thua gì mấy con cua với lại mấy con gẹ mà mình ăn luôn nha cả nhà. Rồi, rất là ngon. Mình đang xé ra từng miếng một để mình ăn nó dễ. Cua này chắc thiệt á. Mình lúc đầu tính là dùng răng cắn mà thấy nó cứng quá, mình lấy cái đồ đập đập cho dễ luôn. Thịt của nó dai dai, sực ngọt lắm cả nhà, thịt nó ngọt lắm, ngon. Bây giờ thêm cái miếng chấm này coi, đổ vô đây đó. Mình móc cái thịt cua lên răng nha. Đó thấy không cả nhà thấy không? Rồi. Nhà thấy thịt của nó sực sực không? Nó nhìn kỹ đi, nhà thấy không? Ngon ghê không? Đó. Mình lấy ra nè. Để cho cả nhà xem nha, đó cái thịt nó trắng tươi à, với lại nhìn nó cứng cáp lắm. Ngon lắm cả nhà. Ủa, nhà thấy không? Trời quá trời đã luôn. Ôi. Đó, nhìn sực quá trời luôn. Giờ mình lấy thêm miếng nước trời ơi. Chịu gì nổi cả nhà, ngon quá trời luôn. Quá trời đã luôn. Ôi đã quá nhà, ngon quá. Cả nhà thấy mình đập thấy nó cứng nó dài không? Dài lắm cả nhà, nó dài lắm. Để mình lấy thịt cay cho nhà xem là nó không. Đó. Ôi. Nói chứ cả nhà ta có thấy nó ớn ớn chứ thật sự ra rất là ngon nha, thịt nó ngon lắm. Lúc đầu vợ mình không dám ăn luôn. Nhưng mà khi mình đập ra cái thịt nó thơm với lại thịt nó ngọt ngon lắm, ăn nó đã béo. Nó béo là cả nhà biết sao, tại vì nó có một số con bị ốp á nên nó bị bể thịt đi. Đó. Còn có một số con nãy mình cả nhà thấy mình đang ăn đó là cái đó là thịt của rất là dai sực sực nha, ăn rất là ngon luôn. Đó. Ăn rất là dai sực sực luôn. Ngon lắm. Cả nhà có nhìn thấy cái miếng thịt của nó ngon không? Đó, cả nhà thấy không? Rất là ngon nha. Mình ăn nãy giờ là mình hơi ngán ngán rồi đó. Ăn hơi nhiều á. Đó, cả nhà thấy không? Trời ơi, săn săn thịt giống như là thịt tôm hùm vậy đó. Bỏ chấm vô đây, ăn cho nó đã, cho nó thấm thấm, ăn cho nó chua chua, cho đã. Trời ơi, ngon. Ờ, cả nhà ơi. Cả nhà thấy mình đập mà thấy nó cứng ghê không? Cứng lắm cả nhà, nhớ là đừng có dùng răng cắn uổng răng mình lắm, thà mình đập xuống ra rồi cái cho nó bể mình ăn cho nó ngon miệng chứ đừng có lấy răng chi chuẩn. Đó cả nhà thấy không, nhìn nó giống như cơm không? Đó thấy không, thịt nó ngon nó bộ. Đó nhà thấy chưa, đó thịt nó rất là ngon nha. Trời ơi quá trời đã luôn cả nhà. Trời ơi đó quá trời luôn. Trời ơi, thịt của nó kìa, quá trời ok luôn cả nhà, tuyệt vời quá. Mời cả nhà nha. À, giờ mình thưởng thức miếng này cả nhà. Trời ơi đã cả nhà, dai dai sực sực ngon, chua chua nữa. Trời ơi đã quá trời ngon luôn, mình ăn mà trời ơi xuống đã luôn cả nhà, biết nó làm sao nữa chứ mà ngon tuyệt vời, ok lắm, quá đã luôn cả nhà. Đối với mình là rất là ngon và ok luôn nha, tuyệt vời luôn, thịt nó ăn quá đã luôn cả nhà. Quá ngon cả nhà, nhớ thưởng thức và đừng bao giờ bỏ lỡ cái món ăn ngon như thế này nha. Đừng bao giờ nhìn hình hài nó xấu mà nghĩ nó dở, không có đâu nha. Mình chưa thử sao biết nó dở, đúng không cả nhà? Thôi cả nhà, bây giờ mình ăn chung cái con mà nó không có được ngon nè. Nó mềm mềm, không có cứng, không có sực sực như mấy con hồi nãy.
sao cả nhà thấy không? Đó. Nếu mà để tới chiều chắc là ăn dở lắm, nên mình quyết định là ăn bây giờ luôn. Đó, cả nhà bây giờ mình còn mấy con này nè. Chỉ con đó thôi chứ chắc là mấy con này mấy con mới á. Mấy con này mấy cái con này con cũ, con này đây là mấy con mà da da sực sực là mấy con mà người ta mới đến bắt hồi sáng cho mình. Thôi, mình xin hẹn gặp lại cả nhà vào những cái clip sắp tới nha. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ. Bye bye, hẹn gặp lại cả nhà. Cảm ơn mọi người nha.